Trên cơ sở đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, đánh giá về kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Quyền Phong Điền dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được phân bổ đất đai phục vụ các mục đích phát triển sản xuất nông nghiệp, quốc phòng an ninh, thương mại dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông thủy bộ nhằm đáp ứng kịp thời các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của quyện. Trong đó, năm 2022, diện tích đất nông nghiệp của quyện Phong Điền được điều chỉnh giảm còn 9.513 ha, giảm 443 ha so với năm 2021 đất phi nông nghiệp tăng lên hơn 3.000 hectare, tăng 443 hectare so với năm 2021.